hàng triệu bạn ở bên Trung Quốc đó phải nhịn ăn nhịn mặc đó, cầm tiền cầm đô la chạy bển du học, chứ đâu có chiều ngược lại là hàng triệu bạn Mỹ đi qua bên Trung Quốc du học đâu. Nhưng mà đúng ở đây là gì? Cái nền kinh tế của Trung Quốc nhịn ăn nhịn mặc lại sản xuất xếp thứ hai thế giới. Chào mừng các bạn đến với chương trình video chém gió kinh tế số 2, và trên tay tôi là Aminokem hân hạnh tài trợ chương trình này. Nó không có này chơi không nổi đâu em. Rồi, cái số 2 này tôi muốn nói cho các bạn về một khái niệm GDP. Đọc rất chậm nha các bạn. Tại vì mình phải nói khái niệm này để cho sau này mình có cái cơ sở tiền đề để mình đi qua những vấn đề về kinh tế tiếp theo. Khi nào Trung Quốc vượt Mỹ? Trung Quốc bây giờ là số 1 rồi. GDP kinh tế Trung Quốc số 2 nha. Cái thằng nói như vậy còn đỡ tức. Có thằng nó nói nè, GDP của Trung Quốc bây giờ là 30.000 tỷ. 30.000 tỷ. Ngon rồi, thằng Mỹ mà có 25.000 thôi, tao số 1 nè con. Còn nó nói vậy nó sỉ nhục hết tất cả nền kinh tế. Biết sai chỗ nào, đố bạn nó sai chỗ nào? Nó sai nhiều chỗ. Nhưng mà cái chỗ mà điểm nhất đó là nó sai chỗ này nè. Cái số 30.000 tỷ nó cũng là GDP mà nó bảo. Đó là GDP sức mua tương đương. Mà cái GDP sức mua tương đương là Diệu Nguyễn không có nói. Diệu Nguyễn không quan tâm luôn. Thẳng dẫn chịu ha. Ngày xưa học cũng quan tâm lắm mà. Ngày xưa mình học mình rất là quan tâm mà này đôi khi mình tự lấy cái GDP sức mua tương đương ra mình ăn ủi cuộc đời đó mà. Nhưng mà sau này mình lớn rồi mình đủ nhận thức rồi, mình làm kinh tế nhiều rồi, mình cảm thấy đó là khái niệm nó thôi bỏ đi cũng được, cũng cần thiết, nó không bản chất. Vậy thì tại sao nó không bản chất? Cái sức mua tương đương á là nó quy đổi ra cái số tiền đó trong một nền kinh tế này thì nó thành một số tiền kia. Giờ ví dụ sức mua tương đương trên thế giới, lấy Mỹ làm chuẩn nha các bạn. Thì ví dụ như ở bên Mỹ 1.000 đô thì nó vẫn là 1.000 đô, nhưng mà 1.000 đô cầm qua bên Trung Quốc á thì nó không còn là 1.000 đô nữa mà tới 2.000 mấy rồi. Nó tới 2.000 mấy rồi bạn, hiểu không? Tại vì cái nền kinh tế của Trung Quốc nó thấp, đời sống người dân nó còn thấp, nên cầm 1.000 đô xài cái cảm giác như là bằng 2.000 mấy bên Mỹ vậy đó. Thì đó là cái khái niệm về GDP sức mua tương đương. Vậy thì cái GDP của sức mua tương đương của nền kinh tế Trung Quốc là 30.000 đúng đó. Ổng lấy bên Trung Quốc á thì ổng lấy sức mua tương đương, ổng đọ với bên Mỹ á thì lấy sức mua thật đó. Xong rồi cái ổng lấy thằng này hơn này, suy ra Trung Quốc số 1, Mỹ số 2. Đó là lý do mà mình cảm thấy rất là nhiều bạn trẻ rất là confused về cái GDP. Hôm nay mình sẽ nói về GDP một cách dễ hiểu nhất. Với tôi, sức mua tương đương bỏ, quan tâm một cái thôi. Bài báo câu view nó sẽ dùng sức mua tương đương, nó dùng sức mua tương đương mà để nó chỉ đẩy cái GDP cao lên 100 mấy chục ngàn luôn. Vậy thì GDP là gì? Là sức sản xuất của một nền kinh tế trong thời gian một năm tại một quốc gia đó, kêu là GDP. Cái chung là vậy. Vậy thì GDP có đại diện được cho nền kinh tế, có đại diện sức khỏe nền kinh tế, có đại diện cho đẳng cấp quốc gia không? No, tham khảo cho vui thôi nha. Cái GDP nó phải đi kèm với một khái niệm nữa, nó mới đúng. Đó là HDI á, đọc sao ta? SDI, ok. SDI là cái gì? Chỉ số phát triển con người đó. H là gì? Hình như là human á. Còn D là development. Còn I á là index à, chỉ số phát triển con người. Cái chỉ số phát triển con người nó nói về chất lượng phát triển quốc gia đó. Chỉ số đó càng cao càng tốt. Vậy thì một cái quốc gia mà nó gọi là nó perfect, mà nó xịn sò, mà nó đủ đi nổ á, thì nó cần phải có hai chỉ số này cao. GDP cũng cao, mà HDI cũng cao. Nhưng mà cái GDP cao ở đây á, mình phải hiểu cho đúng nha. GDP nó là hai loại nữa. Tức là bạn nói GDP chung nó rất là chung đó. GDP là GDP tổng và GDP lẻ. Nó nói cho dễ hiểu đi. Nó GDP lẻ là GDP đầu người, còn GDP tổng là GDP của nguyên nước. Vậy thì bây giờ mổ rồi bài toán Trung Quốc nè. Cái GDP thật của Trung Quốc á là khoảng Trung Quốc á là một người là khoảng 12.000 mà nhân cho 1.5 tỷ thì chắc khoảng 17-18.000 gì đó. Nguyên nước Trung Quốc luôn được 17-18.000, nhưng một người Trung Quốc á làm á thì một năm chỉ được 12.000 thôi. Đó, còn một người Mỹ làm á một năm bằng 60.000, một người Nhật á làm một năm á thì chắc mới 40 mấy ngàn, một người Đức á làm một năm cũng 50 mấy ngàn. Ủa Trung Quốc số 2 là sao vậy? Tức là Trung Quốc số 2 cũng đúng không sai, nhưng mà đúng ở đây là gì? Cái nền kinh tế của Trung Quốc nhịn ăn nhịn mặc lại sản xuất xếp thứ hai thế giới, nhưng không phải là số 2 để ngạo nghễ, không phải là số 2 để tự hào. Chỗ này các bạn phải hiểu thật kỹ. Như anh Duy Nguyễn nói nãy thì bạn lấy hai chỉ số ra, một cái 12.000 với một cái cộng với HDI thấp thì đó là số mấy thế giới? Tới đây hơi rối rồi đúng không? Tức là bạn hiểu những thuật ngữ sau đây nè: một là GDP tổng nè, hai là GDP lẻ nè, ba là HDI nè, đúng không? Còn nói về cái GDP tổng nghĩa là gì? Nói về cái lực nước nó mạnh. Nói về cái lực nước nó mạnh bạn, tức là dụ giờ á Thụy Sĩ mạnh không? Ủa Thụy Sĩ giàu lắm á, Thụy Sĩ rất giàu, nhưng mà Thụy Sĩ mạnh bằng Mỹ không? Không, tại cái lực nước của Mỹ nó mạnh hơn. Cái lực nước Mỹ là 350 triệu dân và 25.000 tỷ, còn cái lực của Thụy Sĩ có hình như 15 triệu, nhỏ nhỏ thì không thể nào so với cục bên đây được. Nhưng một người dân Thụy Sĩ với một người dân Mỹ kêu bằng cụ. Chỗ này các bạn hiểu không? Phải hiểu được chỗ này mới đi tranh luận được nha bạn, mới đi chọt được mấy hàng kiến thức sai nha. Rồi quay lại, giờ quay qua cái GDP tổng này, tao mổ tới cái GDP tổng cái nữa là xỉu chết nữa này. Vậy thì cái GDP tổng biết nó là vậy, tham khảo chơi. Nhưng ở đây các bạn có tin rằng GDP của Mỹ là 25.000 tỷ và GDP của Trung Quốc là khoảng 17.000 tỷ không? Bạn có tin không? Nope. Ủa, không tin được anh, số
liệu ghi vậy mà. Ừ, số liệu ghi đúng. Nhưng mà số liệu là số liệu thống kê về. Bây giờ là anh sẽ mổ vô trong từng vấn đề. GDP của một nước là sản xuất trong nước đó, là tính là GDP của nước đó. Vậy trường hợp của con Apple. Ủa vậy trường hợp của con Apple, ví dụ như một năm nó sản xuất 1 triệu cái iPhone bên Trung Quốc đi, rồi xong nó bán cho Trung Quốc 100 cái, nó cầm 900 cái về nước Mỹ. Nhưng mà cái đó vẫn tính cho GDP Trung Quốc. Hiểu chứ mà, hiểu vấn đề chưa? Thì nếu mà GDP Trung Quốc trừ cái phần này ra thì thực tế cái nền kinh tế của con người Trung Quốc làm được bao nhiêu? Và cái phần đó trừ của Trung Quốc ra phải cộng vô cho Mỹ. Cộng không phải là cộng hết, cộng chia cũng được. Cộng chia là sao? Tại vì để làm được cái iPhone á là phải có cu li làm chủ đúng không? Thì giờ thằng cu li công mà nhiêu tính riêng cho nó chứ, thằng chủ công nhiêu tính riêng cho nó, thằng chủ là gì, công nghệ design tất cả thứ. Vậy thì nó mà chỗ nào mà mổ cho thẳng thẳng là kể như nó khác số đó, đồng ý không? Tesla, quần áo, đồ hiệu, xe hơi, ủ tùm lum luôn, quá trời thứ, máy tính luôn. Mổ xẻ ra đi, mổ xẻ nó sẽ đi về bản chất, còn không mổ xẻ nằm trên những số ru ngủ nhau thôi. Duy Nguyễn nói về đây chi để chứng minh bạn là GDP không phải là thước đo duy nhất của nền kinh tế, mà nó chỉ là giá trị tham khảo, nó hoàn toàn vô nghĩa khi nó đứng một mình. Nó vậy thì nó phải có chỉ số HDI nó kèm vô nữa nó mới được. Vậy HDI là gì? Chỉ số phát triển con người. Chỉ số phát triển con người là gì? Con người đó được làm gì trong cái xã hội đó. Ví dụ đi học có tốn tiền không, bảo hiểm làm sao, rồi này nọ kia làm sao, tiền đổ vô làm sao. Ví dụ Tú nhờ Tú làm 10 triệu xong rồi Tú đổ vô nền kinh tế này nọ toàn là những cái nhu cầu thiết yếu của Tú thôi, tiền ăn tiền ở không à. Hỏi thiệt chứ Tú có dám bỏ ra 1.000 đô năm mua bảo hiểm không? Đúng rồi, hợp lý. Tại giờ Tú bỏ ra 1.000 đô năm bảo hiểm, tiền đâu Tú ăn nữa đó. Thì cái đó là chỉ số phát triển HDI của Tú đó. Vậy thì ở bên Trung Quốc mua bảo hiểm sao, còn ở bên Mỹ mua bảo hiểm sao? Ở bên Mỹ là một người bảo hiểm trung bình là 700 đô một tháng. Các bạn không tới mức đó đừng có cãi, tôi mệt lắm bạn ơi. Đừng có cãi nhức đầu, đúng không? Cái xã hội Mỹ mà Duy Nguyễn nghiên cứu là xã hội Mỹ tổng thể, chứ không phải xã hội Mỹ nằm ở trong một cái khuôn khổ nhỏ nhỏ của các bạn nào đó nha. Tất nhiên có bạn mua 400, 500, 300 chuyện của bạn, có thậm chí các bạn chả mua luôn. Có các bạn mua Obamacare. Bảo hiểm để cho nó chơi được. Bảo hiểm nó phức tạp lắm, để bữa nào Duy Nguyễn nói chủ đề riêng thì phải là 700 đô một tháng. Đó, người ta dám bỏ 700 đô một tháng là kinh tế để người ta đi chứ. Rồi, xong rồi tới tax. Ví dụ như là tax nhiều. Cái tax bên Mỹ với cái tax bên Trung Quốc cũng khác nữa. Thì cái tax sẽ làm gì? Nó biêu HDI chứ làm gì? Nó build ra hệ thống trường học, hệ thống bệnh viện, hệ thống hạ tầng để phục vụ là chính trong chính những con người trong quốc gia đó. Vậy thì thằng Mỹ á, nó lấy một cái tax ok, rồi thông qua cái tax đó nó build ra được những hệ thống mà Duy Nguyễn vừa nói. Để từ những hệ thống đó, hàng triệu bạn ở bên Trung Quốc đó phải nhịn ăn nhịn mặc đó, cầm tiền cầm đô la chạy bển du học. Chứ đâu có chiều ngược lại là hàng triệu bạn Mỹ đi qua bên Trung Quốc du học đâu. Số ít thì có nha các bạn. Tại vì ở bên Mỹ á, người ta tự do, người ta khoái học gì ta học à. Nhiều khi người ta muốn nghiên cứu về chữ Hán, nhiều khi người ta muốn nghiên cứu về Ngũ Tử Tư, người ta muốn nghiên cứu về tứ đại mỹ nhân thì ta qua Trung Quốc ta học chơi cho nó vui vậy đó. Rất là có chứ không có. Cái nhu cầu học hành về văn hóa là nhu cầu luôn hiện hữu. Nhưng mà những bạn ở bên Trung Quốc đi qua Mỹ học đó là để gì? Đổi đời. Nó khác bản chất. Đó là các bạn hiểu thêm HDI đúng không? Trước giờ Trung Quốc cái danh hiệu số 2 thế giới là cái số lượng chứ không có cái chất lượng. Chất lượng thua Nhật Salad. Chất lượng là nằm trong G7 mới chất lượng em. Còn khối Fritz chất lượng cái gì? Khối Fritz số lượng. Số lượng về population, con người đó, dân số đó. Khối lượng về tổng kinh tế. Mà tổng kinh tế có ý nghĩa gì khi một đống con người làm ra được một cái số tiền đó? Chả có gì tự hào cả, nhưng mà cái giá phải trả là cái này. Cái giá phải trả là cái này, bây giờ anh nói cho em nhẹ nhẹ thôi. Chém gió kinh tế mà. Bây giờ ví dụ như ammoniac ảnh hưởng không em? Ammoniac không thích đúng không? Mà bạn đâu thích ammoniac đâu đúng không? Nhưng mà cái nhu cầu mà ammoniac là cái nhu cầu một con người thải ra hàng ngày. Ok? Vậy thì bây giờ 350 triệu người Mỹ thải ammoniac với 1.5 tỷ người Trung Quốc thải ammoniac. Trên góc độ chính phủ, số tiền xử lý ammoniac bên nào cao hơn? Vậy thì coi là gánh nặng quốc gia chưa? Rồi giờ ví dụ như cùng một cái hệ thống đường tương đương mà đi lại là 350 triệu với đi lại là 1.5 tỷ, cái nào cần tốn nhiều tiền để bảo trì bảo dưỡng maintain hơn? Đó phải là gánh nặng quốc gia chưa? Rồi nếu mà nói về tội phạm, thì 350 triệu với 1.5 tỷ nào tội phạm nhiều? Đó các bạn có trả lời đi. Rồi để xử lý tội phạm đó phải cần có hệ thống police để control nhiêu đó người thì police bên nào cần nhiều? Từ đó dẫn tới chi công. Chi công là gì? Chi công là tiền của government hàng tháng hàng năm để chi, để lo, để control mấy cái đó, bên nào sẽ nhiều hơn? Thì một bên á là nói cần số xong im, không phân tích gì hết, không diễn giải gì cả, thì cái con số đó làm sao nó chịu nổi những cái kia, những cái mà Duy Nguyễn vừa nói. Nên nó tóm lại GDP, hiểu cho nó đúng, hiểu sai nó non và nó xong lắm. GDP á, đầu người, là số tiền thu nhập một người một năm. Cái số tiền thu nhập một người một năm mà nó đổ ngược vô nền kinh tế càng nhiều, quốc gia đó càng ngon. Khái niệm này các em hiểu không? Ví dụ một quốc gia như Mỹ làm một năm hoặc một tháng 6.000 trung bình, bắt buộc nó phải chọi nền kinh tế 3.000, kiểu gì cũng phải là 3.000. Mà nhiều thằng dân như vậy, mỗi thằng chọi 3.000 vô thì nền kinh tế nó sập kiểu gì? Tiền cũng vòng vòng trong nước nó thôi, nó sập kiểu gì, bạn hiểu không? Còn ví dụ bây giờ quay qua bên China, hồi nãy nó GDP China là nhiêu? 12.000, cứ cho luôn 12.000, vậy đằng tháng có 1.000 hả? Thôi cho 1 tháng 1.5 luôn đi, cho lớn đi, 1 tháng 1.5, thằng kia nó chọi 1 tháng 3.000, đây 1 tháng 1.5.
tháng rưỡi chưa chọi gì hết, giờ cho chọi đẹp đẹp chọi 500. Mình khoan nói chuyện người dân khổ, người dân khổ đó là chuyện khác, ok. Nhưng mà ở đây nó là cái chuyện gì, cái chuyện mà hùng hạp lại chọi vô nền kinh tế để từ đó phát triển nền kinh tế. Nền kinh tế nó cần phải có tiền nó mới phát triển, nó mới có sức mua nội địa. Mà nhắc tới sức mua nội địa hả, China kêu Mỹ bằng cụ, cái này các bạn phải biết. Có những cái điều kỳ diệu về Mỹ, các bạn không biết thì đừng có bàn về Mỹ. Thứ nhất, Mỹ là nước nhập siêu, trong khi thế giới người ta đi muốn xuất siêu để ta phát triển, ông Mỹ ông nhập siêu, ông phát triển như quỷ vậy đó. Lạ chưa? Lạ không mấy em? Đó, rất lạ. Và cái thứ hai nữa, góc độ mà người dân thả tiền ngược cho nền kinh tế, Mỹ rất ổn. Nên cái nền kinh tế của nó chạy vòng tiền nó chạy vòng á. Nó đóng thuế nó làm này làm kia, làm này làm kia, nó bền vững hơn. Đó là cái do tại sao bạn nhìn chỉ số của Mỹ đó, GDP vừa cao mà HDI vừa cao. Tất nhiên số liệu chỉ là tham khảo, không phải lấy nhiều nguồn. Wikipedia tiếng Anh. Còn tất nhiên nói về GDP, có nhiều nền kinh tế nó ảo ma lắm mà. Thứ nhất là thấy không? Qatar nè, thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Macau thứ nhì thứ hai gì đó. Macau xoán ngôi Qatar gì các kiểu, làm ghê không? Đó, các bạn đọc không hiểu. Tất nhiên ở đây các bạn sẽ không hiểu mà ủa chết mà. Ủa Qatar giàu nhất hả ta? Kiến thức đó là sao build ra được trời. Cái đó, cái thứ kiến thức đó không build ra được, cái thứ kiến thức đó cái thứ không hết. Đọc nghe không hiểu. Bây giờ các bạn đọc báo phải có trình độ. Phải có trình độ mới hiểu được. Còn giáo dục thì phải thực tế. Tức là bạn học trường thì không biết, nhưng mà phải giáo dục ra một cái kiến thức thực tế để bạn nhìn ra xã hội, bạn hiểu được cách xã hội nó vận động, bạn hiểu được căn bản những khái niệm của xã hội, chứ không phải học biết những kiến thức cái đây mấy trăm năm rành lắm, truyện Kiều đọc bên vách, thực tế thì chả biết gì đó. Thì các bạn nên cân chỉnh những cái điểm đó. Thì trong vấn đề GDP, Duy Nguyễn nói ngắn gọn vậy thôi. Nó cũng còn nhiều vấn đề lắm, tất nhiên kinh tế sẽ đá qua đá lại mà, thời lượng video không cho phép nha các bạn.